Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác một con công suất, con giải mã. Đấy, thiết kế gọn gàng nhưng mà chất âm rất là hay. Thì xin giới thiệu cho các bác, đây là con L3X. Đấy, L3X màn quắc xanh, có chỉnh bát tép các bác nhé. Đấy, tăng bát, tăng tép quãng 10 lấc, thoải mái để các bác chỉnh luôn. Đó, tép này. Đấy. Ngoài ra nó có cái chế độ S bát này. Bát nào nghe nhiều trầm thì đưa về on, nghe ít trầm thì đưa về off. Được chưa? Đấy, em thích nghe nhiều trầm em đưa về on. Con này thì CD mà đây thì các bác bỏ qua giúp em nhé, tại vì hàng bãi hàng về thì mắt nó kém là chuyện bình thường nhé. Đấy, con này thì hàng sản xuất tại Nhật này. Các bác có thể cắm điện thoại máy tính vô tư. Đấy, đây điện thoại máy tính cắm vào đây. Đấy, bác nào cần kết nối quang thì cắm vào, kết nối súp thì cắm vào đây. Đấy, cắm trầm cắm vào đây nhá. Đấy, quang này là quang đầu ra, tức là nó sẽ, con này sẽ chỉ nhận tín hiệu đầu ra thôi, đưa đầu ra thì không, sẽ không có quang đầu vào. Đấy, nhưng mà đổi lại nó có cắm máy tính điện thoại thoải mái. Phối loa thì có thể phối loa từ 4 đến 16 ohm thoải mái nhá, 4 đến 16 thoải mái. Đấy, về các bác làm công suất cực hay luôn, tức là mình về mình ghép thêm loa vào là xong. Các bác có thể mua những con loa loa bát 13, 14, 15, 16 ghép vào là ok hết. Đấy. Bây giờ em sẽ lên nhạc các bác nghe thử này. Chiều ấy mưa có hay gì không, có cảm thông được gì, đành rằng mưa lạnh chưa nhưng xanh mưa, và tôi muốn hỏi ai lạnh lòng. Biết rằng anh sẽ đi khi trận mưa đã tan, vội vàng tạnh mưa rồi đó, phố xa vui lại vui, em về quên chiếc khăn. Trời tạnh mưa rồi đó, phố xa vui lại vui, em về quên chiếc. Đấy là về chất âm. Thực sự các bác là để mà nói thì con L3X này thì quá là ngọt luôn các bác. Quánh tiếng nó hay lắm. Nó quan trọng là nó có chỉnh bát tép. Đấy, thế nên là các bác mua những con này nó rất là, em thấy là rất là ổn. Đấy. Chỉnh bát tép rồi cắm điện thoại máy tính vô tư nó tiện các bác, rất là tiện luôn. Mà giá thì cũng hợp lý thôi. Con này thì các bác chỉ cần bỏ ra mức giá là 990.000 các bác nhá. Vâng, 990.000 là các bác có ngay cái con sản phẩm ấn tượng này rồi. Đấy, bác nào chốt em này thì alo cho em nhá. Mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Dạ vâng, xin chào các bác.